Indo bây giờ quá đơn giản. Phát âm thanh một phát tìm được luôn. Không biết có anh em nào giống như mình không? Mỗi lần đi ra đường quên hết ví này, quên hết túi đeo chéo này, quên hết chìa khóa xe máy, chìa khóa xe đạp, chìa khóa ô tô, chìa khóa đĩa bay này. Mỗi lần như vậy là mất cực kỳ nhiều thời gian. Tuy nhiên chỉ với món phụ kiện này thì tất cả sẽ được giải quyết hết. Đây nhá, anh em vào app tìm ở trên iPhone này. Ở đây tất cả những cái đồ mà mình hay quên mình đã add hết vào đây rồi. Đầu tiên là chìa khóa nhà. Bấm vào, phát âm thanh. Trời ơi, tìm đồ quá là đơn giản. Tìm được rồi, chỉ việc là nhấn dừng phát âm thanh là xong. Tìm thêm nữa là cái túi đeo chéo này. Quá là easy luôn. Âm thanh tìm thì con này cực kỳ to, 95 decibel, khoảng cách kết nối 10 đến 15 mét nên là tìm đồ ở trong nhà thì cực kỳ đơn giản luôn các bạn nhá. Nhưng mà chưa hết, anh em có thể dùng cái phụ kiện này để định vị luôn được cả xe máy. Mình kết nối luôn với cả đống xe của nhà mình này. Con này nó không giới hạn khoảng cách tìm kiếm nhá. Ví dụ như con bé em của mình đi học ở Hutech, định vị luôn được ở Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, có thể ấn chỉ đường tới tận nơi luôn. Thậm chí là nếu xa hơn ở Bình Chánh mà định vị dưới Đồng Nai cũng được luôn anh em nhá. Cập nhật vị trí 8 phút trước này, ấn vào chỉ đường tận là 55 cây số. Nên là anh em nào mà sử dụng em này để định vị xe ô tô ấy, được luôn. Nó hoạt động dựa vào Bluetooth của iPhone chúng ta, trong khoảng cách 10 đến 15 mét sẽ phát ra được âm thanh. Còn nếu như vị trí xa hơn khoảng tầm vài chục cây, vài trăm cây thì nó sẽ dùng Bluetooth của những iPhone xung quanh gửi cái vị trí đấy về con iPhone của chúng ta. Nên là sử dụng em này để định vị ấy, thì sẽ không giới hạn khoảng cách luôn các bạn nhá. Còn về pin ấy, thì em này có thể dùng được khoảng tầm là từ 3 tháng đến 1 năm tùy vào tần suất các bạn sử dụng. Thay pin thì rất là đơn giản, sử dụng luôn pin CR2030. Em này thì cũng sẽ có kháng nước, tuy nhiên chỉ có kháng nước mưa thôi nhá. Nói chung á, anh em mà kiểu hay náo cá vàng, cần tìm đồ các kiểu ấy, thì quân ngày vài em